Xin chào anh em, quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với cái kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em, quý khách hàng cùng các bạn một siêu phẩm đến từ thương hiệu của nhà máy VM Motor Việt Nam đã và sản xuất. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Việt Nam. Đây là một chiếc xe cũng sản xuất 2015, một chiếc xe tải cũ với tải trọng của nó là 1,990 phiên bản thùng kính, số chiều dài của thùng là 3,750 m, và chiều cao là 1,80 m và chiều ngang là 1,570 m. Đây là cái tổng tải trọng của nó là 4,435 tấn, 3 người vô thành phố được, với số loại của nó là VT201 nha, của nhà máy VIM lắp ráp và sản xuất ngoại thùng kính, rất là đẹp, rất là nhỏ gọn, một chiếc xe tải vô thành phố của nhà máy VM Motor Việt Nam. Và mức giá bên mình đang chào bán cho anh em quý khách hàng là 190 triệu, có thương lượng cho anh em quý khách hàng cùng các bạn có thiện chí đến xem xe và trải nghiệm lái thử cái dòng xe tải bên mình nha. Bên mình chuyên mua bán cái dòng xe tải cũ cũng như là cái dòng xe tải mới khác nhau của các hãng và cái tải trọng khác nhau nha. Đấy, thì thùng này là thùng kính tiêu chuẩn thôi, có cửa hông và hai cửa sau. Thì thùng lớp ngoài là inox dập sóng, phía trong là lớp đen kẽm, ở giữa có khung xương sàn sắt dày 2,5 ly. Nói chung là một cái thùng tiêu chuẩn bình thường, không có cái gì đặc biệt nha anh em. Đấy, cản cũng bằng sắt thôi, nói chung là một cái thùng tiêu chuẩn bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ có điều đặc biệt ở đây là cái dòng xe VM Motor của nhà máy VM lắp ráp và sản xuất, thì giá của nó cũng rất là ok, rất là phải chăng bình dân cho anh em mua về để khởi nghiệp và chạy hàng hóa. Nhồi cái dòng xe tải cũ giá rất là bình dân, và áp lực chi phí về cái tài chính như anh em mua cái dòng xe tải mới thì nó mua dòng xe tải cũ thì nó đỡ về cái áp lực về tài chính nha. Đó, cầu lớn này, phía sau dùng phuộc và nhíp, cái bánh phía sau là R của nó là 13 inch và vỏ là vỏ 5.5. Đó, một bánh phía sau là bánh đôi, bánh phía sau nó nhỏ hơn bánh phía trước nha anh em, kiểu thiết kế giống Hyundai của bột tơ, của dòng Hyundai bột tơ 1,4. Đây, thùng dài 3,750 m, bánh phía trước của nó là mâm của nó là 16 inch và vỏ là 6.5, nhưng mẹ thùng kính. Thì cái phần nội thất của cái dòng xe VIM này thì nó cũng rất là đơn giản thôi, kính quay tay thôi. Ghế thì ghế bọc da 3 chỗ ngồi cũng rất là sang trọng, nội thất cũng khá là sạch sẽ, rất là đẹp. Radio, mọi thuốc lá đầy đủ, hộp số 5 số tiếng, một số lùi, máy lạnh sẵn theo xe, xe có máy lạnh nha anh em. Đó, thì cái dòng xe VIM thì nó cũng rất là quen thuộc với anh em rồi. Những năm 2015 đổ lên 2016-17, cái dòng VM Motor này cũng rất là quen thuộc. Nó đi được 30.000 nha anh em, 30.000 km, máy thì cũng khá là ngọt nè. Xe đi cũng rất là ít, 5 năm mà mình thấy đi được có 30.000 mình thấy cũng rất là ít nha. Đó, cho dòng xe rất là đẹp, nội thất mình thấy còn rất là ok, rất là mượt, rất là bóng bẩy. Một xe tải cũ nói chung là cũng khá là ổn cho anh em mua để khởi nghiệp, chở hàng hóa gia đình hoặc là kinh doanh khi mới đầu khởi nghiệp. Đây là cái khối động cơ của nó, động cơ của Hyundai sản xuất nha, Hyundai Kia này. Đó, động cơ này thì động cơ D4 BF và dung tích của nó đạt là 2,476 lít, 2,5 lít đó anh em, và công suất của nó là 61 kW tại động cơ 4200 nha. Đó, máy của Hyundai 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng, tiếng máy nổ khá là im. Đó, nó có cái lốc máy lạnh sẵn theo xe, phía trước cũng dùng phuộc và nhíp nha, rất là cứng cáp, cụm đèn pha halogen và đèn cản rất là đẹp, rất là siêu sáng. Đó, nước sơn màu xanh dương cũng còn rất là mượt. Đó, một chiếc xe mình cảm thấy rất là ok cho anh em mua về chở hàng hóa khởi nghiệp với giá 190 triệu, có thương lượng cho anh em có hiện chí đến xem xe và trải nghiệm dòng xe này. Một chiếc xe tải vô thành phố, vô những con đường nhỏ hẻm cũng rất là ok. Đó, một chiếc xe mình nhìn cảm thấy cũng rất là mượt, rất là đẹp, tiêu chuẩn thể Euro 2 cơ. Đó, nếu anh em có hiện chí thì hãy gọi ngay cho mình, hãy số điện thoại 0984699135, nếu mình có thể trực tiếp tư vấn cụ thể hơn cho anh em, và cũng như là
tư vấn cụ thể anh em về những con xe tải cũ của bên mình, cũng như là những cái dòng xe tải mới, cũng như là thủ tục khi mua xe tải cũ mà vay ngân hàng hoặc là xe tải mới vay ngân hàng, và thủ tục để rã tên sang biển của cái dòng xe tải cũ cũng như là xe tải mới nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Xin chào hẹn gặp lại anh em ở những cái video giới thiệu xe tiếp theo của bên mình.